Lan Phương sinh hạ con gái đầu lòng với chồng tay cao 2 m Gia đình Lan Phương cho biết nữ diễn viên hạ sinh con gái đầu lòng vào lúc 9 giờ ngày 15 tháng 5 bằng phương pháp sinh mổ. Em bé nặng 3,35 kg, dài 50 cm. Hiện sức khỏe của Lan Phương đã ổn định và được đưa về phòng hồi sức. Gia đình nữ diễn viên xin giữ bí mật tên em bé. Trong quá trình mang thai, Lan Phương và ông xã đều muốn sinh con theo phương pháp tự nhiên. Tuy nhiên do em bé nằm ở ngôi ngược nên bác sĩ yêu cầu cô phải sinh mổ và chọn ngày mổ. Lan Phương không hề biết giới tính của con trong thời gian mang bầu. Trong những tháng cuối của thai kỳ, cô cùng mẹ chuyển ra Hà Nội để đoàn tụ cùng ông xã người Anh, David Trophy, chuẩn bị cho việc sinh nở. Trước ngày sinh, Lan Phương hạnh phúc khoe trên trang cá nhân giấy đăng ký kết hôn với ông xã ngoại quốc. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên và vô tình ngay có giấy kết hôn lại trước một ngày em bé chào đời. Nhiều cảm giác lớn dồn dập đến khiến tôi cảm thấy choáng ngợp, vừa vui vừa sợ, cô chia sẻ với chúng tôi. Năm qua, diễn viên Lan Phương nhận được sự quan tâm của khán giả khi công khai bạn trai ngoại quốc sở hữu chiều cao nổi bật hơn 2 m Anh sinh sống và làm việc tại Hà Nội được gần 2 năm, gặp đôi quen nhau vào tháng 7 năm 2017 tại một nhà hàng ở Hà Nội. Cô nói tôi và anh gặp nhau tại một nhà hàng ở Hà Nội, cả hai đều đi ăn một mình, sau đó anh chủ động bắt chuyện làm quen. Tôi đã đính hôn với ai bao giờ đâu, chỉ có anh ấy thôi, đó là sự thay đổi lớn nhất và chắc chắn cuộc đời tôi sẽ khác hoàn toàn. Với cuộc sống hạnh phúc trong tình yêu, Lâm Phương thường xuyên được bạn bè khán giả hỏi bao giờ sẽ tổ chức lễ cưới với chồng Tây. Về điều này, nữ diễn viên sinh năm 1983 thẳng thắng, hiện tại vào lúc này tôi chưa có ý nghĩa nào về một... Kế hoạch đám cưới cụ thể, đối với tôi đến hôn đã là lời hứa trọn đời, tôi không quá quan tâm về một đám cưới hình thức, bản thân là người khá bản năng, chuyện tình cảm của tôi hoàn toàn không có sự sắp đặt mà mọi thứ diễn ra tự nhiên, đám cưới cũng thế tôi sẽ để mọi chuyện tự đến. Lan Phương đã đính hôn với bạn trai ngoại quốc cao hơn 2 mét. Quý vị tính giả thân mến, diễn viên Lan Phương nhận được sự quan tâm khi vừa công khai bạn trai ngoại quốc có chiều cao nổi bật tại sân bay. Vốn là người kinh tiếng trong chuyện tình cảm nên cô không chia sẻ nhiều về thông tin một nửa còn lại. Với đây phóng viên có dịp trò chuyện cùng nữ diễn viên, cô tiết lộ nhiều điều thú vị khi đang hạnh phúc bên người yêu cao 2 mét. Quyết định công khai bạn trai mới với công chúng lần này có ý nghĩa như thế nào với chị? Lâu rồi tôi ngại nói về chuyện riêng tư vì bản thân không tự tin, chắc chắn với các mối quan hệ trước đây. Nhưng lần này tôi cảm thấy đủ để công khai. Bạn trai tôi tên là David, người Anh, sinh sống và làm việc tại Hà Nội được gần 2 năm. Chúng tôi quen nhau vào tháng 7 năm 2017. Tôi và anh gặp nhau tại một nhà hàng ở Hà Nội. Cả hai đều đi ăn một mình, sau đó anh chủ động bắt chuyện làm quen. Anh có về Vũng Tàu gặp bố mẹ tôi nhiều lần. Bố mẹ tôi rất quý anh ấy. Vừa rồi, tôi lần đầu sang anh, thăm gia đình anh trong 18 ngày, anh đưa tôi đi dạo nhiều địa điểm ở Anh, gặp gỡ bạn bè người thân, anh là người dễ thương, sống tình cảm, rất quan tâm người yêu. Cảm động nhất là khi tôi và anh lái xe từ London về nhà, đến nơi dù trời tối và lạnh, nhưng bố mẹ anh đã đứng sẵn trước cổng nhà chào đón. Họ ôm ấp tôi mãi vì vẫn chưa tin gặp được tôi bằng xương bằng thịt ở ngoài, vì trước đây toàn trò chuyện qua điện thoại. Sự chênh lệch về chiều cao giữa chị và bạn trai nhận được khán giả bình luận nhiều nhất chỉ có cảm thấy ái ngại về điều này. Ở Hà Nội, khi tôi đi một mình, ai nhìn thì tôi biết họ nhận ra diễn viên, đến khi quen anh, đi chung. Tôi không phân biệt được mọi người đang nhìn anh hay nhìn tôi. Sau đó tôi phát hiện phần lớn anh nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, kể cả người phương Tây vì chiều cao nổi bật 2m4. Thời điểm đó, khi đi cùng anh tôi không dám nhìn vào gương, cửa kính vì cảm nhận bản thân như một nắm lùng đứng bên cạnh người đàn ông cao to. Ban đầu, dù hơi choáng ngợp nhưng về sau tôi lại thích chiều cao của anh mỗi lần đi chơi ở phố đi bộ mọi người quay tròn để biểu diễn anh bế tôi lên là thấy hết được bên trong trong lần đến anh đi vào cung điện xem lính gác tôi chả thấy gì vì quá đông anh chỉ cần bế tôi lên ngang chiều cao của anh là thấy được hết mọi thứ hồi mới quen chúng tôi hay hẹn gặp nhau ở sân bay bước ra tôi chỉ cần ngước mặt lên là tìm ra cái đầu cao chót vót của anh ấy ngay nhiều khán giả hỏi vui rằng chị và anh có gặp trở ngại khi hôn nhau do chênh lệch về chiều cao Tôi và anh hôn nhau dễ nhất khi tôi đứng trên một bục cao nào đó. Có lúc anh bế tôi lên hoặc anh ngồi xuống cho thuận tiện. Lúc anh đang ngồi ghế, tôi ngồi lên chân anh ấy là chiều cao hợp lý nhất để cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Trước đây, chị từng trải qua các mối tình với bạn trai ngoại quốc, chị có cảm nhận bản thân khá có duyên với các chàng trai nước ngoài. Tôi chưa bao giờ có chủ đích sẽ tìm quen người đàn ông nước nào, nếu có duyên gặp và cảm thấy hợp thì trở nên thân thiết giao thôi đàn ông châu á phần lớn những người tôi quen qua cách nói chuyện tôi hiểu họ khó chấp nhận thấy bạn gái hay vợ ôm hôn một người đàn ông khác trên truyền hình nhiều cánh bài râu cũng không thích người phụ nữ của mình đi ra ngoài đường quá sexy lộ liễu vì không muốn bị người đàn ông khác nhìn vào với người đàn ông phương tây lại khác hoàn toàn đối với họ công việc là công việc khi bạn trai và cả bố mẹ anh ấy thấy tôi hôn một người khác trên phim thì cũng chả có vấn đề gì Họ chỉ quay qua và đùa, ôi hay nhỉ. Bên cạnh đó họ rất thích người phụ nữ mình yêu càng gợi cảm càng tốt khi đi cạnh. Điều đó khiến họ vô cùng tự hào, không hề ghen tuông, trách móc. Vậy từ khi quen bạn trai tay chỉ thoải mái hơn khi đi diễn, dù có cảnh hôn tình tứ và phong cách ăn mặc cũng phóng khoáng hơn. Tôi từng quen bạn trai cũ là người châu Á, họ khó chấp nhận và nói thẳng. Và nói thẳng không thích chuyện tôi hôn một người đàn ông khác dù chỉ là cảnh trên phim. Có thời gian tôi phải nói với đạo diễn là không quay được các cảnh hôn. Nói chung thật khó, song tôi vẫn biết cách dung hòa để cả hai được vui vẻ. Về sau có những lý do khác nên chúng tôi không tiếp tục. Tôi cảm thấy khá may mắn khi gặp được người yêu hiện tại. Anh luôn ủng hộ và hiểu chuyện nên giúp tôi thoải mái làm nghề mà không gặp sự tràn buộc trở ngày nào. Vậy chị đang rất mãn nguyện với tình yêu hiện tại, Tôi đã đính hôn với ai bao giờ đâu, chỉ có anh ấy thôi, đó là sự thay đổi lớn nhất và chắc chắn cuộc đời tôi sẽ khác hoàn toàn. Tôi hạnh phúc với điều đó nên sẵn sàng chia sẻ, công khai cùng mọi người. Tôi từng trải qua một số chuyện buồn về tình cảm trong thời gian dài, đến khi tình yêu mới đến bản thân cảm nhận được sự ý nghĩa, quý giá trong tình cảm. Phải mất gì đó bản thân mới biết trân trọng những gì mình đang có hiện tại. Ngày xưa tôi không thích nấu ăn, nhưng từ khi quen anh tôi lại hào hứng vào bếp. Tôi mua sách dạy nấu ăn và hứa với anh sẽ nấu hết tất cả các món trong sách. Tôi nấu món gì anh cũng ăn hết. Bên cạnh các món ăn châu Âu, tôi còn nấu thêm món Việt cho phong phú. Người yêu làm việc tại Hà Nội còn chị ở thành phố Hồ Chí Minh, vậy cả hai dành thời gian cho nhau ra sao? Thời gian trước hầu như chúng tôi đều gần nhau vì tôi quay phim ở Hà Nội. Hiện tại bên cạnh đóng phim tôi còn tham gia các game show trong Nam. Anh sẽ bay vào thăm tôi lúc rảnh. Tôi cũng chủ động ra gặp anh khi trống lịch. Từ khi yêu nhau chúng tôi di chuyển trên mấy bài khá nhiều, tôi cũng đang khá đắn đo về việc làm sao cả hai có thể cần nhau để thuận tiện quan tâm chăm sóc. Đa số phụ nữ ngoài 30 khi lập gia đình, ngoài chuyện tình cảm họ thường chọn một trụ cột có kinh tế vững chắc đưa ổn định lâu dài, với chị thì sao? Tôi nghĩ ai cũng muốn điều đó, theo tôi tùy vào cảm nhận của mỗi người như thế nào là ổn định với tôi người yêu không phải là đại gia có thể chu cấp cho tôi mọi thứ về kinh tế quan trọng tôi yêu anh ấy và cảm thấy rất đầy đủ anh cũng chỉ là một người làm công ăn lương tôi thấy rất rõ anh cố gắng nhất có thể để người yêu có thể thoải mái vui vẻ đối với anh ấy khi thấy tôi vui anh cũng sẽ vui theo chúng tôi hợp nhau nên mọi chuyện rất dễ dàng cũng bao giờ lớn tiếng cả hai cũng từng trải qua một chuyện khá khó khăn suýt nữa là chia tay nhưng đến giờ đã vượt qua mọi thứ chúng tôi cảm thấy tình cảm cả hai ngày càng mạnh mẽ đủ lớn được vượt qua mọi thứ bao giờ một đám cưới lãng mạn giữa chị và bạn trai sẽ diễn ra tôi không quan trọng chuyện đám cưới nếu có tôi thích buổi tiệc chỉ 10 người tôi nghĩ chuyện cả hai gắn kết với nhau quan trọng hơn là đám cưới hình thức diễn viên Lan Phương lần đầu công khai bạn trai ngoại quốc. Mới đây nhất thì hình ảnh diễn viên Lan Phương xuất hiện cùng bạn trai ngoại quốc tại sân bay Tân Sơn Nhất đã khiến nhiều người hâm mộ chú ý. Là một người khá là kính tiếng trong chuyện tình cảm nên đây được coi là lần hiếm hoi cô công khai nửa kia của mình trước tất cả công chúng. Lan Phương và bạn trai ngoại quốc tay trong tay tại sân bay Cặp đôi tranh thủ mua bánh và nước ngọt trước giờ lên máy bay. Lan Phương ân cần chăm sóc bạn trai cả hai không ngại dành những cử chỉ âu yếm cho người yêu ngay chỗ đông người. Diễn viên Lan Phương tên thật là Nguyễn Lan Phương sinh năm 1983, cô là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim truyền hình ăn khách. Không chỉ có được gương mặt xinh xắn giọng nói ngọt ngào, cô còn có được khả năng diễn xuất và khả năng làm chủ sân khấu rất là tốt, nên được rất nhiều đạo diễn chú ý đến.